Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bạn cái bộ nhíp 2 tầng này có thể chở tối đa 1 tấn rưỡi. Nhíp này có thể chở tối đa 1 tấn rưỡi các bạn nhé. Cái ưu điểm của cái dòng nhíp 2 tầng ấy là khi các bạn chở hàng nhẹ hoặc các bạn chạy xe không ấy, nó rất là êm. Khi có tải ấy, thì nó lại rất là khỏe. Sở dĩ là có thể hoạt động được như vậy là bởi vì nó nhờ cái cơ chế 2 tầng và một cái tầng phụ. Để mình giải thích sơ qua cho các bạn hiểu đơn giản nó như thế này nhé. Khi các bạn lắp nhíp lên ấy thì bình thường là nó sẽ chỉ chống tải vào cái đầu nhíp này thôi. Và cái phần khung xe ấy, các bạn sẽ lắp một cái gối, nó cách cái tầng thứ hai khoảng cách bằng này 1 đến 2 cm, tùy theo cái tải trọng của cái xe thường chở. Bình thường thì các bạn chở tải nhẹ ấy, thì nó chỉ chịu cái lực vào cái đầu nhíp này thôi, nó sẽ khoảng 5 đến 7 tạ nó sẽ chịu tải trên cái nhíp này. Khi cái nhíp này nó nhún xuống sâu ấy thì bắt đầu cái gối này nó mới đè vào cái phần tầng thứ hai này, lúc đấy là cái tầng thứ hai nó mới bắt đầu chịu lực. Đấy, vì vậy là khi các bạn dùng nhíp ở cái tầng thấp thì nó rất là êm, chạy không tải nó cũng êm, nhưng khi có tải thì cái nhíp phần trên nó chịu tải thêm, cho nên là nó vừa khỏe mà lại vừa êm là ở cái vấn đề đấy. Cái nhíp này thì giới thiệu sơ qua về kích thước của nó là dài 70, bản rộng 7 cm và chiều dày là 7 mm nhé. Tổng trọng lượng của cái một vế nhíp này là 16,5 kg. Thì các bạn mua hàng xin liên hệ cái số điện thoại này nhé, 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.